Cúc hả? Anh sẽ tặng em một món quà. Em đoán hả? Em nghĩ là chắc anh không có tặng em gấu bông đâu. Biết sao em ghét gấu bông lắm. Trời ơi, gấu bông chỉ mấy đứa trẻ trâu nó tặng tôi. Lớn rồi ai tặng ba cái tàu lao đó. Chắc không phải gấu bông đúng không anh? Thì em cứ đoán đi. Em nghĩ là một cái lắc tay màu vàng. À không, không cần lắc tay cũng được. Dây chuyền cũng được đi. Dây chuyền vàng. Như nè, nói nghe nè. Không cần vàng, bạc cũng được, đúng không? Dây chuyền, đúng không? Thì cứ đoán đi, chừng nào em nhận được quà thì em sẽ biết bí mật là gì. Anh Chiến ơi. Ủa sao vậy? Sao đang nói chuyện với mình tự nhiên bỏ cái điện thoại xuống nhà sao ta? Chắc anh Chiến không nhớ em hả? Cô là... Ba, ba không nhớ hả? Trời ơi, đây là cô Trâm. Cô Trâm Chả Lụa. Trâm Chả Lụa à? Cả hơn chục năm nay không có gặp nhau rồi. Dạ, xin lỗi, đã nhiều việc quá. Với lại... lâu quá tôi không có trở lại cái chỗ cũ. À, chị khỏe không ạ? Dạ em khỏe. Dạ. Cảm ơn anh Chiến. Nhớ ngày xưa là nhà của chị là làm chả lụa là ngon nhất luôn đó. Trời, vậy là nhớ chả lụa chứ đâu có nhớ chị Trâm đâu. À... đâu có đâu cô. Trời ơi, ba con á họ ngày nào cũng nhắc đến cái hương vị chả lụa của cô hết luôn á. Người ta nói nhớ vị thì nhớ luôn người. Thì cũng lâu quá mới có dịp ghé thăm anh. Dạ. Thì em cũng có ít chả lụa biếu anh dùng lấy Thảo. Dạ cảm ơn. Đây là ba đây tâm tư của cô Trâm. Liền tại chỗ để mình nhớ lại hương vị xưa. À, ba. À. Ba biết không, bây giờ cô Trâm á, cô đâu có còn làm chả lụa nữa đâu. Lâu lâu á, cô cũng chỉ làm ít ít để nhà ăn thôi à. Này là quý gia đình mình lắm lắm luôn á. Cô mới làm một khúc chả lụa đặc biệt nhất để gửi cho ba. Này gọi là tâm tư tình cảm của cô đó ba. Cảm ơn chị Trâm rất nhiều. Dạ. Ý nhưng mà đừng có gọi em là chị, tội em. Ba xin này, lỗi. Cô Trâm này như người nhà của mình vậy, có gì đâu mà ba cứ khách sáo hoài à. Dạ, thôi cô với ba ngồi đây nhâm nhi chả lụa để nhớ về hương vị xưa nha. Con có chuyện phải đi trước. Con đi nha ba. Chả lụa ngon, nhớ hương vị xưa nha. Cũng cả 10 năm rồi em mới quay lại thăm anh Chiến đó. Dạ. Nhớ hồi xưa sáng nào em đi bán chả lụa cũng đi cái xe của anh Chiến hết. Trâm chả lụa là ai? Coi ổng có dám ăn chả hay không? À, nghĩ cũng lạ. Cái thời đó sáng nào tôi chạy ngang nhà của chị Trâm thì xe chị cũng bị hư. Là sao? Dạ đâu có gì đâu lạ anh. Em cố tình xì lốp quá để lấy cớ mà đi chung xe với anh. Diễn cớ nữa. Vậy là bà cố tình từ đó tới giờ. Có khi nào bà tìm đến tận đây để cua mình lại không ta? Anh Chiến ăn nha. Dạ. Yeah. Anh Chiến hả miệng ra đi. Em sẵn tay em đút vô luôn anh luôn à. Trời ơi, thấy chưa? Dạ. Chả em làm ngon không? Dạ, dạ ngon à. Cả chục năm rồi mới quay lại thăm anh đó chứ. Ở xa vậy nha, em cứ luôn nghe ngóng tin tức của gia đình anh à. Ừ. Bé Thảo nè, bé Khoa nè, cả chú Thắng nữa. Ai đi học hay làm gì là em biết hết á. Mà đặc biệt á, là anh Chiến á. Chị đã quan tâm tới tất cả những thành viên trong gia đình tôi và cảm ơn. Vậy mà anh không có tìm thăm em được một lần nào hết trơn à. Ừ. Anh Chiến có sao không? Không. Chắc có lẽ là tại cái cục chả lụa nó bự bằng cái bắp tay nên tôi nuốt không nổi. Dạ. Hên là anh Chiến không sao nha. Anh Chiến mà có gì chắc em chết quá à. Thôi rồi, bà mê mình thật rồi. Dạ anh Chiến này, thực ra hôm nay em gặp anh Chiến là có một chuyện cực kỳ quan trọng để nói với anh Chiến đó. Không lẽ bà định tỏ tình? Ây chà, không được. Chuyện quan trọng. Dạ. Nhất định mình phải giữ trọn tình cảm với Cúc. Có chuyện gì mờ ám mới cúp máy ngang xương nè. Alo. Dạ xin lỗi ạ. Dạ giám đốc cần gặp tôi ạ. Dạ. Xin lỗi cô Trâm. Giám đốc cần gặp tôi gấp cho nên là tôi phải đi.
Ủa rồi rồi cái chuyện quan trọng của em sao? Dạ tôi nghĩ là chuyện quan trọng là một cái chuyện rất hệ trọng. Mình có thể chọn một ngày khác, rảnh rỗi mình có thể gặp lại được không ạ? Dạ thì thôi không sao đâu. Nếu mà anh Chiến có việc gấp thì anh Chiến cứ đi đi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ, tôi chào cô ta. Dạ. Ủa mà còn cái cây lụa này sao? Anh Chiến ơi còn cái chả lụa này. Hôm nay con được về sớm qua thăm mẹ nè. Buông ra coi. Về sớm thì ngồi đó chơi đi. Nóng nực mà ôm ôm ấp ấp mệt quá đi. Ngồi đây đi. Ủa, mình làm gì sai vậy ta? Cô ơi, cho con 20 ly cà phê, 5 lạc, 5 ngọt, 10 ly bình thường, để đá riêng nha. Mua thì làm muốn thứ thôi. Ngọt rồi lạc rồi để đá riêng nữa. Đổ chung vô đi, mất công quá à. Giờ cô có bán không? Bán. Xin lỗi, nãy giờ tôi hơi lo ra. Tôi nói Phong Long đừng giận nha, ngồi đó ba. Phủ mẹ, lẹ lên. Dạ. Chỉ có tiền nó mới không phản bội mình thôi. Trời ơi, ai là chọc tức mẹ của tôi rồi đây. Ngồi vô đây phụ mẹ. Alo, em hả? Em dọn quán chưa? Bữa nay quán bán được không em? Cũng tạm tạm. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Em, tí xíu anh với em đi cà phê được không? Anh có món quà này muốn tặng cho em. Sao không tặng quà cho cái bà mà tên Trâm á? Hả? À, cái bà mà cho ăn chả đó, rồi rủ bà đi uống cà phê, rủ tôi ăn chi? Trâm nào? À, nghe giải thích nè. Trâm đó là hàng xóm cũ của anh. Phải hàng xóm không hay là tình nhân? Tình nhân cái gì? Em không hiểu gì hết à. Không có Trâm nào là tình nhân hết á, hàng xóm. Vậy sao không nói tôi nghe? Hả? À, định giấu tôi hả? Giấu gì đâu. Có thể là tại vì anh chưa có cơ hội để nói với em thôi, không có Trâm nào hết á. Anh Chiến ơi! Cái gì vậy? Phải không? Bà Trâm phải không? Alo, không có Trâm nào hết á. Anh có điện thoại chút xíu anh gọi lại cho em nha. Trời ơi, em gọi anh hoài mà anh không nghe gì hết trơn à. Xin lỗi tại vì tôi có điện thoại. Dạ. Tối rồi, cô đến có chuyện gì không ạ? Dạ, em có cái chuyện quan trọng này muốn nói với anh nè. Dạ. Có chuyện thì từ từ nói. Dạ, em cũng có chuyện này em tính nói với anh. Tôi nghĩ vậy là Trâm trong cái thời gian mà mình không có gặp nhau á. Tôi nói thiệt nha, tôi số tôi đào hoa lắm, tôi quen rất là nhiều người, cũng phải mấy chục người á. Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu mà Trâm có một cái suy nghĩ gì đó về tôi thì Trâm nên cân nhắc lại. Đúng là dòng đời đua đẩy thiệt anh ạ. Chứ thật ra em nghĩ là bản chất của anh thì không phải là như vậy đâu. Dù sao đâu. Thì tôi là một cái người rất là cục mịch. Tôi nói chuyện thô lỗ, thậm chí tôi có những cái lời lẽ rất là cọc cằn. Tôi cũng hay vũ phu, tôi hay đánh phụ nữ lắm. Cho nên tôi nói thiệt giờ phút này tôi cũng chưa có bình tĩnh để là mà tôi suy nghĩ là tương lai tôi sẽ có một cái người để mà. Trời ơi, em nói anh nghe nè. Cái chuyện đó thì thôi, cũng không quan trọng đâu. Bây giờ mới là chuyện quan trọng muốn nói với anh đây nè. Bà này lại kiếm chuyện tỏ tình nữa rồi. Trời ơi, sao gu bà này nặng quá vậy trời. Ba. Ba với cô Trâm làm gì làm tự nhiên nha con, như con chưa thấy gì hết trơn á. Không có gì hết đâu con. Không có gì hết. Rồi, cô tính nói chuyện này thôi. Nhưng thôi để em hẹn anh bữa khác nha. Nha. Dạ. Trâm về. Cô hẹn bữa khác dạ. Nha. Có gì nói bữa nay luôn đi, coi như con đâu thấy gì đâu mà. Bye bye cô. Thoát nạn. Khỏe quá. Ba với cô Trâm có gì với nhau kìa hả? Có rồi sao? Gì vậy? Trời ơi, nè con nói nghe nè, có thì con mừng chứ làm sao cho con trông đợi cái này ngày lâu lắm rồi đó. Ba ở một mình vậy cũng biết bao lâu rồi, có thì con ủng hộ ba. Có gì thiệt không? Đừng có xạo. Gì vậy? Nói thiệt không? Con nói thiệt mà, con ủng hộ ba hết mình luôn á, chẳng lẽ để ba cô độc vậy hoài coi sao được. Không quéo ba. Không quéo con Út Nhanh, không quéo quán này. Hứa rồi nha. Vậy là ba với cô Trâm có cái gì với nhau chắc luôn.
trâu tìm cột. Chứ cột lạ cứ tìm trâu hoài trời. Mình không dám nói trước mặt. Giờ mình nhắn tin để mình tỏ tình. Vậy không cũng gặp sự cố nữa thiệt. Không lẽ bà ấy giận mình ta? Cái là không như em nghĩ đâu. Đúng rồi, tôi hiểu lầm rồi. Trời ơi, đút chả cho ăn chứ gì. Ê, đi, anh ngồi đó đi, để em đút chả cho anh ăn nha. Hiểu lầm hả? Cúc, nè, Cúc hiểu lầm rồi. Anh buông tay tôi ra coi, ở chỗ quán xá nè. Cho anh nắm tay rồi người ta dòm vô, người ta dễ nghĩ sao? Quán xá nhưng mà đâu có ai đâu. Biết là không có ai nhưng mà được buông ra. Buông ra lại. Mà Cúc hiểu lầm là không phải là vậy đâu. Hiểu lầm cái gì mà làm như vậy? Trời ơi, đút anh ăn chả nha. Không hiểu lầm hả? Anh Chiến. Không làm gì vậy? Không bắt mạch. Tôi đâu có bệnh hoạn gì bắt mạch hả? À, hiểu rồi. Thì ra là miếng chả lụa đây đó hả? Trời đất ơi. Được rồi, ngồi đi thì tôi rót nước cho hai người uống nói chuyện cho dễ ha. Cúc, đi ra ngoài đi. Cúc, anh khoan, bây giờ tôi nói thẳng cho cô nghe vậy, tôi đã có người yêu rồi, cho nên là cô đừng tìm tôi tạo một cái cơ hội gần gũi để mà cô tỏ tình tôi. Ủa cái gì tỏ tình anh? Thì tỏ tình, cô tiếp cận tôi mấy ngày nay, cô tìm cách để mà cô tỏ tình, tôi khẳng định với cô là tôi đã có người yêu. Dạ dạ, anh đừng có hiểu lầm em chứ. Hiểu lầm cái gì? Vậy cô tiếp cận tôi để làm gì? Uống nước đi, rồi nói chuyện. Dạ, trời anh ơi, không phải vậy đâu. Mấy bữa nay em đi theo anh á, là để em muốn nhờ anh đến khám bệnh giúp cho bạn trai của em. Ủa chuyện này là sao? Cái gì bạn trai là dạ, sao? Dạ, thực ra là vậy nè. Bạn trai của em á, ảnh bị... Bị gì? Anh bị trĩ, cho nên ảnh ngại lắm, anh không có chịu đi khám. Giờ ở chỗ quen biết đây thì em mới nhờ anh Chiến là qua khám bệnh giúp cho bạn trai của em. Trời ơi, mình trĩ khó chịu lắm đó, mà nói ra đi khám xấu hổ thiệt. Dạ. Sao? Rồi bây giờ cũng thấy làm sao? Thì biết rồi, hiểu lầm thôi mà. Thôi tôi cũng xin lỗi chị, nãy tôi cũng hơi dằn mâm sắn chén. Dạ. Tại vì ghen đó. Vậy là hai anh chị... Trời ơi, hai anh chị đẹp đôi quá trời. Công khai luôn đi cho mọi người biết. Trời ơi, nếu mà được công khai thì nói làm gì nữa chị. Ta nói tụi tôi cũng muốn vậy, nhưng mà biết sao không, có cái khổ, nỗi khổ. Tôi với ổng là xui gia, sợ nói ra rồi con cái nó không đồng ý. À vậy hả chị? Vậy là cũng đồng cảnh ngộ với em rồi. Ủa vậy là chị cũng yêu xui gia nữa hả? Dạ không phải vậy. Thế mà em với lại người yêu của em á thì cũng yêu thương nhau lắm, nhưng mà không có công khai được. Tại sao vậy? Em thì không có sao, nhưng mà hả, anh bạn trai của em á, cái tình duyên của anh lận đận sao á, yêu ai cũng bị vợ cản trở hết à. Hả? Cầu